Trưa 20 tháng 11, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân bị xe cứu hỏa của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bến Tre cán tử vong. Sự việc diễn ra ngay cổng ra vào cơ quan phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Nạn nhân là em Trần Đoàn Phương Tâm 16 tuổi, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Trần Văn Ân, huyện Châu Thành, Bến Tre, Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 trưa 20 tháng 11, em Tâm đi xe đạp điện trên hành lang đường đại lộ đồng khởi phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Khi đến cổng cơ quan phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bến Tre, Tâm lái xe đạp điện xuống lệ băng qua cổng thì bị xe cứu hỏa 71-745 do Trung Quý Phan Phi Long cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh, điều khiển quẹo vào cổng, cán tử vong. lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Theo tìm hiểu, Trung Quý Long lái xe cứu quả đi phục vụ lễ hội vừa về cơ quan nghỉ trưa, khi vừa lái xe băng qua đường đại lộ đồng khởi của xe vào tới cổng cơ quan thì xảy ra sự việc. Hiện trường vụ tai nạn giao thông Một năm sinh từng học chung với nạn nhân cho hay trước đây tâm là học sinh trường trung học cơ sở Vĩnh Phúc ở thành phố Bến Tre, sau đó thì gia đình chuyển về Châu Thành sinh sống nay bạn tâm đi chơi lễ hội dừa ở thành phố Bến Tre sẵn dịp ghé thăm nhà cô giáo cũ ở thành phố Bến Tre nhưng ngày 20 tháng 11, lúc về thì bị nạn. Người bạn